Luôn vô nha, nay lên nhớ vô tìm một con sáu số con ma gum nữa nha. Con này mấy bảy nha, mấy bảy chứ không phải mấy thu dân Việt Nam nha. Thì cách để nhận biết mấy bảy là cái bình xăng lớn nha, bình xăng lớn của hàng bảy là nó không có chữ etin nổi lên đây nha. Còn hàng bảy là nó vậy nè, còn hàng Việt Nam là nổi chữ etin lên, chữ etin của nó dập dưới đây nha. Là cách nhận biết mấy bảy nha. Tem nè, MS6602CC, con này phù hợp mấy chú khai thác chuyên nghiệp bổ xẻ cưa cao su rồi nha. Này mấy chú cưa cao su rồi rất là ưng nha, tiền siêu đẹp nha. Còn tem hơi chốc chốc nhẹ nè, làm đi theo một cái làm Gate Money 5 tấc nha. Cái này là combo khai thác cao su luôn, về với việc đổ xăng nhớ vô là đi cưa cao su thôi nha, cưa chàm keo rồi đó. Con này siêu vip, tím xanh tím vàng nha, mấy chú Âu nha, mặt tiền siêu đẹp bô tròn nha. Made in Germany, thước ngắm còn nguyên, áo nè, 6 số 0 Magum, rồi bao ghim tất tần tật nồng nồng trắng nha, với tông bông bao phân ngang. Rồi, con này giá công khai luôn nha, lâm xích đầy đủ 22 củ nha. Giật hơi chua mấy chú ơi. Cực kỳ em nha, cái tông bao con ngang nồng nồng trắng nha. Rồi con này giá 22 củ, máy móc cam kết vô bung chia sẻ, cái tông bao con ngang hai hàm rồng nè, cái tin 1122 nha. Này là làm 47 xài chẳng 30 mắt xích. Rồi 22 củ, máy móc bao gin, nổ bao êm. Địa chỉ cửa hàng thôn 3 xã Văn Hiền, huyện Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Siêu đẹp luôn, rớt tay là nổ nha. Tem mình xăng nè, này 22 củ. Giá có thương lượng nha, mấy gì siêu đẹp, ai ưng thì có alo trực tiếp, bao cam kết gìn 100%, chưa bung chưa trẻ, với tông bao vừa ngang.